Sáng nay, Trung tâm Chính trị thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề phương pháp giảng dạy lý luận chính trị năm 2023. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày với những nội dung gồm một số vấn đề chung về công tác giáo dục lý luận chính trị, phương pháp dạy học lý luận chính trị, vấn đề tâm lý và giáo dục học trong giảng dạy lý luận chính trị, phẩm chất nghề nghiệp và hoạt động cơ bản của giảng viên lý luận chính trị, nghệ thuật diễn giảng lý luận chính trị, việc kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy lý luận chính trị. Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở những cách thức, kỹ năng khác nhau trong giảng dạy lý luận chính trị.